Lúc trưa con sao bây giờ sao thay đổi làm sao vậy, giống như là nó lại vậy thôi. Tụi nó biết cắt ghép mà. Tao quay luôn cái bộ nè, tóc thì nó mới hít đi luôn. Tóc này tóc đi ngủ. Mới tắm xong. Thá tưởng mới tắm xong. Nên tóc này tóc đi ngủ nè, chứ không phải là tóc để quay phim nhé mà có. Tóc là tóc đi ngủ. Mới tắm xong mà nó phải lụp sụp xuống vậy đó. Đâu có keo đâu. Em mới đi Phú Quốc về, có nghe cái gì cái hay lắm, kể cho mọi người nghe đi. Thấy gì cái hay lắm không? Dạ. Cái phòng gì? Con không biết trống làm sao luôn. Đây giờ định tối với con đi gà dâu hát mà mới nói được. Đây, con hỏi đó mấy con đi ở. Nó đi là con nó ngồi ở đây rồi chứ hộ con nói tụi cho điểm con nói nè. Con đứng xích ra. Bữa nằm mơ con thấy nhạc phụ với hộ sao. Dạ. Bữa đó là ngày rạng sáng ngày 18 á, thì bữa đó là ngày cúng mẫu, thì khoảng 3-4 giờ sáng á, con nằm mơ con thấy nguyên một ông rồng khổng lồ ở ngay cửa biển Dương Cầu Phú Quốc, tại con cũng mới về Phú Quốc, con về quê ăn Tết á, thì con thấy ngài rất là bự mà dài, mà màu trắng là từ đầu tới chân luôn. Rồi xong cái ngày ở trên cao á, mà cái cửa biển mà ở trên cao giữa lừng trời á, con mới nghĩ trong bụng con, làm sao mà mình thấy được ngày hết từ đầu tới đuôi. Tự nhiên là con mắt của con nhìn thấy ngày từ đầu tới đuôi luôn, mà lúc đó con biết là con đang đứng ở dưới. Và khi con khởi ý niệm lên á, là con nói làm sao mà mình thấy được ngày từ đầu tới đuôi, giờ tại ngày lớn quá. Là trong mơ á, tự nhiên là con mắt của con nhìn được thấy ngày từ đầu tới đuôi luôn, mà ngày rất là bự cao, rất là dài mà rất là to lớn. Nhà phụ là rồng trắng hả? Dạ, màu trắng. Đây này cũng rồng trắng ngồi đây, rồng con đang ngồi đây. Ủa là rồng trắng. Nhà phụ của sư phụ là rồng trắng. Thì con nói rồng trắng. Dạ con. Sư phụ chỉ biết là nhà phụ là sư phụ kêu Long Dương thôi mà. Dạ. Phụ chưa có hỏi ông là trắng hay vàng nữa. Rồi xong cái, thì trong cái ý niệm của con khởi ra là có cái sự kết nối với sư phụ, mà nói chuyện là không mở miệng nói, mà là có cái sự kết nói chuyện với nhau. Là ngài nói với con ấy là ngài cái nơi của ngài ở đó là ngài ở như trong ở cái cửa biển ngay chỗ đó đó. Rồi khi ngày 18 đó là rồi con cũng ngủ trên bao xong, là con cũng nói là con sẽ, thì sáng đó con thức dậy là ngày 18 là ngày cúng mẫu rồi, 18 tháng 12 âm lịch. Thì cuối năm thì hôm đó là con mua trái cây rồi con chuẩn bị cúng mẫu rồi đọc kinh là nguyên ngày. Rồi sau đó là con chuẩn bị là ngày 19 âm lịch là con cúng Long Dương. Con vô internet con Google thì ngày 19 là ngày Long Dương xuất cung, là trong một tháng 12 chỉ có một ngày cúng ngày thôi, là danh ngày 19 luôn. Thì con mới làm lễ con cúng ngày Long Dương theo cái giống như là cúng bông với nước rồi lễ của ngài á. Rồi con bỏ lên cái miếu của Long Dương con xây hồi đầu năm con đi về á. Thì con bỏ lên cúng ngài, thì con ngồi con cúng vái ngài, rồi con đọc bài sớ dâng cho ngài. Đó là rồi xong, rồi sau đó cúng ngài xong thì con đi ra cửa biển Dinh Cậu Phú Quốc á. Thì con mới làm một buổi lễ con cúng ngài nữa. Thì con có thả những cái đồ lễ cúng á, thả bỏ vô một cái hộp, đóng kín lại hết theo sư Lâm Bắc hướng dẫn, rồi con mới thả ra cửa biển con cúng ngài. Thì thay vì á sóng nó dạt vô và đáng lẽ nó trôi vô thì nó không có trôi sư phụ, mà nó cứ đi ra xa ngoài biển, đi xa rất là nhanh luôn. Wow. Mà con nhìn theo con chưa kịp chụp hình nữa.
Thì lúc đó con ngồi con thắm ra ván xong đó, thì con nhìn trên bầu trời không có mây mà chỉ có một đám mây mà hình rất là lạ luôn sư phụ. Thế con mới thấy lạ quá, cái con mới con chụp hình và chụp hoài con chụp không được. Thế cuối cùng con mới chắp tay lên con thắm là nếu mà có cái sự linh ứng gì ở đây thì cho con chụp cái coi hình này. Tại con thấy cái hình lạ quá mà đám mây mà con đứng con nhìn ngoài mà không có tan. Thường thường con hay chụp những cái đám mây mà những đám mây mà con chụp hình nó là rất là lâu mà không có tan, sư phụ rất là lâu luôn, khoảng nửa tiếng là nó vẫn chưa tan luôn. Con mới chụp lại thì con mới lúc đó thì con không muốn gửi cho sư phụ coi mà con ngại, con sợ sư phụ bận Tết á rồi sư phụ nhập thấp á, thành ra con gửi cho sư huynh. Thì sư huynh nói là ngày hiện giờ ra trước mặt luôn mà còn không thấy nữa hay sao, thì sư huynh nói vậy á. Rồi sau đó con đi về Mỹ rồi sư phụ nói là Long Dương nói chuyện với sư phụ á, con cũng bất ngờ lắm tại vì con thấy Long Dương là con chụp hình trên cái trên bầu trời mà bữa đó con cúng thì sư huynh nói là ngày Long Dương hiện ra, con cũng bất ngờ lắm và con mừng trong lòng lắm luôn á. Chứ còn bị phù thời chừng này giờ thấy nó bớt hết rồi. Hồi trước là lúc con bị đầu năm á thì con bị ngày 1 tháng 1 luôn năm 2023 luôn, rồi con bị tối ngày New Year thì là con ăn cái gì á, giống như con ăn mấy cái snack á, rồi có một cái chất gì con không có chịu cơ thể á, thì tối đó con ngủ thì nó phù người con ra là con không có thở được. Là sáng sớm là con phải nhập viện emergency. Thì khi emergency là người ta xét đồ hết rồi người ta mới cho con uống thuốc là con đi về. Thì ngày hai tay con gặp sư phụ ở trên núi á, rồi sư phụ giúp con á, thống với con là sư phụ nói là con sẽ tự nhiên hết mà đừng có uống thuốc á. Nhưng mà thật sự lúc đó là con cũng sống khó với sư phụ, là lúc đó con cũng lo mà gia đình cũng lo, là tại vì nó phù mà nó cứ bị hoài, con có đi emergency biết bao nhiêu lần luôn, sưng cái chân sưng bụng không đi được tại chân mấy đứa cái mặt nó còn bị sưng phù ra, vì người con nó sưng mà nó nổi giống như là cái sừng tê giác cái sưng phù mà nó gần bằng cái sợi thôi, đâu có nhỏ được nhỏ đâu. Dạ nó nói là mà bác sĩ nói là con chích vaccine nó phản ứng thôi mà nó cũng không có nói ngày nào hết đúng không? Dạ không. Ừ, nó rất là lâu hết. Thì cho vô vệ sinh mấy vị trên á để mà giúp. Thì xin Long Dương nữa. Tại vì nó thuộc về tứ của Long Dương mà thì ông phải giúp. Thì mấy bác sĩ Mỹ nó mà mai mà bị phản ứng thuốc vệ sinh chích Covid á là khó hết lắm. Người này là một trong hàng triệu người bị cái đó. Trời ơi, tôi thấy cũng rồi nhỏ chắc đời sống rồi. Thì từ đó mình khám. Rồi đến lúc mà thù để cái gì cái kim bài á, yeah. Con thấy lúc kim bài thù là bằng 33 gần 34 lượng vàng, sư phụ có 3 kim bài là của đích thân cha ban để mà khi triệu binh tướng hay là comment ra lệnh đó đặt xuống ở đâu là những cõi vô hình của một nhìn thấy cái đó phải phục lệnh đó. Thì cái đó là có tài của Thượng Đế vô là điểm mạnh lắm. Cho nên để lên đầu đứa này mấy đứa mà bị nhức đầu migraine này bị gì á cũng hết bệnh đó. Thì lúc đó để lên đầu con. Dạ lúc đó là con có nói sư phụ là con mấy lần sư phụ đem kim bài ra sư phụ để cho đệ tử mà con không có lần nào con được hết, con hụt hoài như nó biết bao nhiêu lần luôn. Cái bữa đó cái con nói hôi liều, con nói sư phụ ơi con chưa có được lần nào hết. Cái cũng may là sư phụ nói ồ vậy sư phụ lấy kêu Hải ra xe lấy vô rồi cái sư phụ cho con bỏ lên đầu. Rồi sư phụ còn chà chà cái đầu của con, sư phụ nói là nhưng mà lúc mà sư phụ chà chà đầu á con cảm nhận được, tại vì người con nó lạ lắm, nó sensitive lắm. Giống như có một cái vật thể gì mà nó trong người hay là nó đụng tới người á là con cảm nhận được liền. Mà xong cái con thấy nó mạnh, cái lực nó giống như vô người con nó mạnh lắm. Mà lúc đó là con mới bắt đầu con thấy là con ngồi thiền hay con tu con đọc kinh rồi đó là con thấy con có cái sự tiến triển rất là mạnh luôn. Mà nó giống như là nó trợ giúp gì đó, giống như là uống vitamin C mà để được mà có cơ thể nó mình mà chống cảm hay là gì đó, nó có cái lực nó trợ giúp thêm nhiều lắm.
sáng trí là thiền đúng không? Dạ, con sáng với lại con lên núi á, con ngồi thiền á, con giống như cái khi con nhắm mắt lại á, con hồi trước lúc mà thời gian mà con bị dị ứng hay con bị bệnh á, con bị phù này nọ đó, con ngồi thiền con tới thui à, mà mỗi lần á con lựa mấy người mà không có người á, con ra dị lan hai con khóc, khóc quá thì khóc luôn, khóc quằn quại luôn. Dạ. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì con khóc á, con muốn ai thấy. Tại tại con buồn lúc đó, cái tâm trạng của con nó xuống dữ lắm luôn á. Rồi cái lên núi cũng vậy nữa, rồi con cũng khóc một trận rồi xong, hôm nào mà con xuống quá rồi con lên núi con khóc, Phật gia Việt Nam thao để khóc. Rồi con khóc xong cái con đi về, rồi cái giống như con cũng gắng bình ổn tâm trạng lại á. Tại lúc đó giống như là nó bệnh mà nó lâu hết quá, 6 tháng rồi cũng chưa hết, mà sư phụ nói là con bệnh là hơn 6 tháng mới hết. Nhưng mà con thấy lại là trong vòng 1 năm con mới hoàn toàn không hết. Tại sư phụ nói hơn 6 tháng đó. Lúc đó sư phụ thỉnh mấy gì? Mấy gì thầy thuốc trên trời. Tại thằng bệnh thế gian mình là trên trời biết hết. Mấy gì nói cái bệnh này là do phản ứng thuốc Covid đúng không? Dạ. Nên cái đó là do cái máu của cơ thể mình á. Mà Mỹ nó cũng đâu có trị được đó. Trụ nó phù với tội nghiệp lắm. Tại chứ phù sao đi làm. Quần áo rồi mặt nó đâu có vừa đâu. Trụ thấy thôi thảm lắm. Tội nghiệp lắm đúng. Mà cái đó lạ sư phụ, giống như con ăn vô cái gì một chút mà cơ thể không chịu là con bị phù lên, con không thở được luôn, con phải đi emergency. Mà con có đi emergency hoài á, mỗi lần đi vô emergency là con sợ. Lúc đó sư phụ con có nói là ai mà chưa biết gì về thiên tâm, chưa có biết cái căn cốt của mình, chưa biết cái quyền lực của mình, chưa biết cái mission, cái nhiệm vụ của mình, rồi đến lúc biết trong thời gian đầu hoàng ngoại đứa nào cũng ít nhất cũng bị như vậy, gọi là khảo hành để coi mình có bền chí không, vượt qua. Mấy con cũng trải nghiệm biết đứa nào cũng bị, không bị chồng bị con thì bị bệnh vậy, không có chồng không bồ vậy thì bị bệnh, thì đứa nào mà cầm cuốn kinh mà đứa nào mà quay về với cha mẹ khoảng thời gian đầu là thất bất sang vàng, vượt qua được là qua hết. Giờ qua rồi, ngày hôm qua lần đầu tiên về đây là Houston Thiên Long Cung, không thấy gì dân chào làm sao. Sư phụ lần đầu tiên trong đời người từ Việt Nam rời khỏi Việt Nam năm 79 chưa từng nghe danh từ này luôn. Qua Mỹ tới ngày hôm nay là năm 80, sư phụ qua đây 44 năm cũng chưa từng nghe cái chữ dân chào, mà ngày hôm qua nghe uống nhỏ nói gì ta, nhờ ngăn nó dịch cái tiếng Mỹ là ồ em nên biết. Thì con thấy thì sao? Thì vô đây, vô phòng Long Dương, mình thở này là Long Cung. Dạ. Thì con đã có duyên với ngài. Thì đây là Long Cung, ở đây là Thiên Long Cung Houston. Vô dân chào, dân kiểu nào đó. Dân ra nước mắt quá trời, ngang quá trời luôn. Nó cảm xúc á. Này trong đó nó có cái điển, cái luồng lực điển của Long Dương á. Giống như... Kể dân chào. Giống như con ngày qua đi máy bay, lần đầu tiên con cũng qua Long Cung. À. Thật sự là cũng có phước lành, con cũng có duyên lần đầu con đến Thiên Long Cung. Rồi xong cái trên đường từ máy bay từ Cali đáp xuống phi trường Houston Texas thì con bị đau bao tử, mà con ngồi con đứng không nổi, mà con ngồi không nổi luôn. Rồi giống như trên đường về con cũng hỏi là có ai có thuốc đau bao tử không, ngồi trong xe gì đó. Mà thường là con biết là khi con bị đau bao tử đó là con không ngồi nổi, mà con quằn quại luôn, là phải đưa vô bệnh viện luôn á. Thì khi đó con cũng ráng chịu đựng. Thì khi bước vô nhà thì con mới thấy ngài Long Dương là đầu tiên nhất. Con đi kiếm tượng cha mẹ mà con không có thấy nơi thờ cha mẹ, thì con thấy ngài Long Dương là đầu tiên nhất. Thì con vô con thắp nhang cho ngài, thì xong cái con mới đi lại thắp nhang cho cha mẹ. Con mới thấy ngân từ bên kia đi qua, thì con nghĩ đó là nơi thờ cha mẹ, thì con mới vô thắp nhang. Sau khi thắp nhang xong đó là con tự nhiên cái con đi không đứng nổi. Khi con thắp nhang con không đứng nổi người luôn á, đau bao tử á. Là ai mà có đau bao tử là sẽ biết được cái cảm giác đó, là cứ gặp người mà đi không mà đau khó chịu lắm. Mà tự nhiên con thắp nhang xong rồi cái con đi thẳng lên, rồi con tự nhiên con hết luôn, mà con lại ngồi ăn cơm, rồi con ăn bình thường, mà con ăn ngon lành luôn. Mà lúc mà con hồi trước tới giờ khi con ba đau tử là con không ăn được gì luôn, mà chỉ nước là có đưa con vô bệnh viện thôi. Dạ. Mà lâu lâu con lại bị như vậy á, không ngờ khi con vô đây như vậy. Rồi hồi sáng tới giờ nói thật là con cũng không ăn gì, mà con cũng chẳng bị đau tử nữa.
thường là con nhịn ăn buổi sáng rồi hay bị đau tử, nhưng mà bây giờ giống như là sáng giờ con đi mà con cũng không bị luôn, mà về nhà con về đây mới đây con cũng ăn, con cũng đói mà con ăn ngon lành luôn, ăn hết ba tô luôn á. Dẫn qua đây phát hiện có nhiều bệnh dữ vậy. Con còn trẻ hơn cho ngủ mà. Tại hồi xưa con đi học á, rồi cái con ăn uống thất thường á, con bị đau bao tử. Long Dương ông đâu có trị bệnh bao tử cho con đâu, ông chỉ làm cho con khỏe được mấy ngày cho con vui thôi. Nhưng mà lúc mà bước chân vô đây khi mà thắp nhang cho ngài á, giống như mình nhìn cái tượng của ngài á, khi nhìn tượng của ngài ở đây á, cái hình của ngài, tại vì ở Phú Quốc á con nhìn cái hình nó liên tục luôn. Mặc dù là con rửa ra con thờ là sư phụ trong cái hình con thờ, khi con rửa ra là con nhìn ngài liên tục luôn á, mà mỗi lần con ở Phú Quốc mà con thắp nhang á, con cũng nhìn ngài luôn, con nhìn ngài giống như là con nhìn sâu dữ lắm luôn á, mà không biết sao cái về đây có con nhìn ngài cái con nhớ ở bên kia. Tự nhiên cái con vô con khóc quá trời luôn, tới bây giờ kể lại cho sư phụ nghe mà tự nhiên cái con thấy cái cảm xúc mà khi mà bước vô đây á, bước vô cái cửa này á, rồi cái con đi ra cái chỗ nơi thờ á, con thấy giống như có một cái lực gì đó, nó rất là cái khí rất là linh thiêng, mà cái lực nó rất là mạnh. Con không hiểu sao cho người con nó cảm nhận được như vậy, tại vì thường á con mà đi tới cái nơi nào mà nó dơ á, con không có chịu được. Là những chỗ nào mà thờ mà bậy bạ hay tùm lum đó sư phụ, hay là những người mà họ hay chơi bùa chơi ngải đó, là con không có tới gần được, mà con cũng không, con ngại rất là đi tầm bậy tầm bạ. Mà khi con đi ra ngoài đường con gặp ai mà con đứng lại gần mà con nhức đầu đó là con đi tránh xa, hoặc đi tới nơi nào mà thờ cúng bậy bạ là con không có vô, thì đó là con không vô, con không tới luôn. Cho nên khi mà con có một cái giác quan thứ sáu, con không biết là có phải giác quan thứ sáu không, nhưng mà con có một cái cảm, cái gọi là cái sự gì mà giống như là cảm nhận nó cảm ứng rất là mạnh. Giống như khi con mở cửa con bước vô đây thì con thấy cái lực ở đây rất là mạnh, mà cái khí rất là phiêu, mà rất là linh thiêng, cái giống như là một cái sự cái gì mà cao cả, mà vĩ đại, hoặc là một cái nơi này rất là trang nghiêm. Tại sao không có à, chơi chỗ này là Long Dương là Phật, đâu đâu phải là Long Dương như con thường nghĩ. Long Dương là một vị Phật, cũng giống như cha Long Dương là rất là thẳng nhào. Thì sư phụ chỉ biết Long Dương ngày xưa cai quản quả địa cầu này, tại ngày nó chỉ sư phụ quả gì, nó con á phải thương gái của cha nghe, hai đứa phải vui nghe, đại khái lúc nào cũng phải lo gái cưng của ông ngồi đây nè. Thì ông nói ngày xưa qua địa cầu này không có đất, chỉ nước mà, nước khắp địa cầu. Thì Long Dương cai quản hết qua địa cầu này, tức là cái gì, là vua của mặt đất và vua của nước. Sau này cha mới làm cho nước rút xuống bớt, thì mới ra năm châu bốn bể, thì có châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, và châu Úc, là bốn cái lục địa nổi lên. Thì lúc đó bốn lục địa nổi lên thì ngài cây dẫn cai quản với nước, chứ nước loài người ở còn nhiều hơn loài người chúng ta 8 tỷ, với chúng khoảng 80 tỷ, 800 tỷ người dưới nước. Thì mới giao cái mặt đất này lại cho tứ đại thiên dương, ông Nam, ông Bắc, ông Đông, ông Tây, là trên núi mình thờ. Thì là bầu trời này, thì coi mặt đất, đó, hiểu biết như vậy. Thì tất cả chúng ta hỡi mà nhân sinh mà sống, mà ăn hiền ở lành, không có chuyện gì mà tứ lên tới điện tử hai thác, thì giống như kiểu mà laser UFO bắn xí số qua lại á, thì cha sẽ gọi là xóa sổ làm giống như là dinosaur vậy, để cho mình trở lại thời cổ thì mới tên biết được các ngài. Thì thời nay đúng ra mình cũng bị như vậy, nhưng mà thời nay được có một cái là thù sinh, cho nên mình ngồi đây để mình thanh lọc, chứ không có giống như những mấy chục nghìn năm về trước xóa sổ. Thì xóa sổ xong thì Long Dương đưa kinh điển trở lên làm lại, tức là giống như reset lại, giống như ngày khác lịch lại một cái thời đại mới, ăn lông ở lỗ trở lại, lỗ rồi từ từ khôn lên, mà khôn quá thì lại khó dài. Thì cứ thế mà cứ nhồi tới nhồi lui, cứ qua đi cầu. Trở lại câu chuyện của con đi, là sư phụ nói này nó nhiều rồi, để bữa nay sư phụ nói tiếp chuyện này. Trở lại câu chuyện của con là sau khi dân chào hồi nãy thì con nói là con không nói ra chữ nào, sư phụ vừa nói cho điển xong giờ nói quá trời như xảo, nói tiếp đi con. Dân chào tới đâu?
biết chỗ này rồi thì mỗi ngày phải gắn vô đó ngồi thiền. Hồi nãy con ngồi thiền thấy gì? Đúng rồi. Dạ, lúc ngồi thiền với sư phụ á, là con cũng tiện đây con muốn nói là mỗi lần con ngồi thiền một mình thì con không có sao hết á, con rất là bình thường. Nhưng mà every time mỗi lần mà ngồi thiền với sư phụ á, là con đều bị không biết sao mà con đều bị chảy nước mắt. Thứ nhất là giống như một dòng nước mắt của con tự nhiên nó chảy xuống bên phải rồi xong nó chảy bên trái gì đó, nó chảy trước chảy sau. Nhưng mà mỗi lần mà con để ý á, con nói cái này sao lạ quá, mỗi lần ngồi thiền với sư phụ là nước mắt của con nó chảy và con không biết là như thế nào hết. Cho nên con nói là con hỏi sư phụ mà con không biết là hỏi như thế nào, mà không biết là đó là cái gì. Mà lạ lắm, sư phụ lần nào cũng vậy trơn á, con để ý á, lúc mà hồi chiều cũng vậy nữa. Dạ, yeah, nếu mà con nói như vậy thì nãy con thấy con ngồi thiền thấy nguyên cái mập lu giống nước biển không? Dạ, yeah, khi mà ngồi thiền á thì con thấy, khi con nhắm mắt lại á thì con thấy cái ánh sáng, cái sắc của nó, sắc, cái màu sắc á, là ban đầu con thấy quần quện trước, quần quện giống như cái bóng á, bóng vậy nè, cứ vòng như nè, rồi sau đó con thấy một cái màu blue mà màu xanh rất là đậm, màu xanh đậm thiệt là đậm luôn á, đậm hơn cái màu xanh gạch giống như ở trong nhà ở ngoài trước, của nền gạch ngoài trước gì đó. Nhưng mà trong Lâm Vương mình nền gạch nó màu khác chứ không phải màu xanh. Thì khi con ngồi thì con lại thấy màu xanh rất là đậm luôn, mà không biết sao nó xanh đậm nhưng mà nó vẫn có ánh sáng. Thì con là một vị chức cũng lớn ở dưới Long Dương, cho nên có những cái cảm ứng, mục đích là để cho con biết là con không phải là người phàm, cũng nửa người nửa tiên vậy đó, gán tu. Nhưng mà con nói là tại sao mà gần sư phụ thì con có những cảm xúc đó. Dạ. Con nhớ là tất cả những đệ tử này chưa có đệ tử nào thu nhận mà che mắt che mũi, chỉ lòi hàng đó. Con là duy nhất là như thế nào thì sư phụ biết. Nhớ lại ngày đầu đi. Dạ, dạ. Ừ. Chỉ là nói chị che mặt cũng giống như là hàng mặt tử vậy, không phải là Covid. Dạ. Che bít hết rồi. Thì dù chỉ nhìn thấy cái biết là chịu nhận. Chứ lúc đó đâu phải là sợ gì đâu mà che không, chỉ là dạ. Sợ bị cái gì đó. Con chấm thành nhang. À, tấm thành nhang. Che cũng như kiểu ngăn bữa hổm vậy, che bít hết rồi. Mà cái năng nỉ sư phụ nhận kêu mở ra không chịu mở nhận, mà sư phụ kêu cỡ nào cũng không chịu mở luôn. Tại lúc đó giống như cái mặt á chấm làm nhang chấm đầy mặt á, rồi xong cái nó mình mở ra xấu lắm, mình kêu không chừng mình mở ra cái sư phụ thấy xấu quá không nhận là sao. Nghĩ không lạ nghe ta. Rồi đâu kêu sư phụ kêu cỡ nào cũng không mở là không mở. Mà cái buồn cười là đệ tử của mình rồi mà cả nửa năm sau cũng chưa biết mặt nó lại. Chỉ nghe nói chuyện á là đứng sau lưng mình biết là hên hết rồi. Sau này gỡ ra, giờ biết tu rồi thấy mặt mày hồng hào đẹp gái không? Thật ra là gia đình của con cũng thờ lâu rồi mà con không có biết tu. Mà bây giờ từ lúc con theo sư phụ á là mấy đứa em con, tại con khó với tụi nó lắm. Tụi nó tối ngày nó chửi con khó ưu, khó chịu, nó nói dữ lắm. Nhưng mà từ lúc con theo sư phụ cái giờ cái con về năm nay rồi, cái nó nói sao già này dễ thương ra. Không, có nhớ em đó, nó là tử sư phụ, tụi nó không biết. Nó coi trời. Dạ, cái con nhỏ đó nó cũng lạ với sư phụ mà. Tại vì nó chưa biết. Dạ. Cho nó chửi cho hộ nhiều nhiều đi, mốt nó sẽ hiểu. Sư phụ nói đúng. Tại vì nó ở nhà thì nó không có tin. Mỗi lần con theo sư phụ là con đọc kinh rồi con lên núi rồi nó theo Facebook của con á, nó cứ nói nặng với mẹ con, nhưng mà con thì lại làm ngơ, con với mẹ con làm ngơ đó. Tại vì không có dám nói nhiều, nó nhiều sợ nó gây khổ nghiệp á. Thành ra cứ vui vẻ, nó thôi giờ chị dễ thương rồi thì thôi cứ thấy những gì chị làm thôi, đừng nói thì đừng có nói gì, tại nhầm khi á mình nói không đúng mình sẽ mang tội á. Con chỉ nói với nó như vậy thôi, mà giờ tụi nó cũng theo con dễ thương. Tại hồi lúc chưa theo sư phụ con khó chịu mà con thấy ghét lắm, người nó là tử sư phụ cho nên nó cũng là hộ pháp, dễ chửi đấy, chửi cho dữ rồi. Trời ơi, mấy đứa này đứa nào mà không chửi sư phụ, đứa nào ở đây không chửi sư phụ nào giơ tay lên.
À, có mình không chửi con đứa nào mà không giơ tay là có chửi cho mình rồi đó. Ủa, nhiều đứa không giơ tay lên chửi quá trời. Đó là câu chuyện của một tướng quân ở dưới Long Cung. Đầu thai lên mang thân nữ là Thiên Mỹ Hạnh San Jose chứ không phải Thiên Mỹ Hạnh Houston. Nhưng mà Newton là tướng trên trời cho nên dữ lắm, còn tướng dưới nước lạnh lạnh lẽo á, hiền hơn phải không? Nhưng với anh là cốt đàn ông. À, giờ lên đây là vậy đó. Có một chuyện này con cũng muốn nói với sư phụ là việc đang thao rất là linh. Tại vì á, con hồi đó sư phụ biết là con hay ra ngoài đó, con ngồi thiền lúc mới vừa biết sư phụ á. Con hay ra mãi, con ngồi thiền rồi con đọc kinh một mình, không có ai hết trơn á, con chỉ có một mình con à. Rồi xong cái con cũng đi thì đi ra ngoài á, có thời gian con đi làm cái con bị mấy người mễ nó ăn hiếp á, mà con á thì không có dám nói lại, con bị ăn hiếp dữ lắm mà con không dám nói lại. Xong cái con buồn quá cái con đi ra ngoài, con cũng nói với cha mẹ gì đó, con nói sao sao giờ con phải làm sao giờ, con khó xử quá. Rồi cái con có một cái sự con rõ, con nghe rõ ràng cái tiếng nói, mà tiếng nói bằng kết nói bằng tâm linh, bằng cái trong đầu con á. Con phải im lặng, con phải im lặng, kêu con gì á là con phải im lặng, mọi chuyện sẽ qua. Nhưng mà con không biết đó là gì. Thì khi đó đó con mới, tại vì con bị ăn hiếp nhiều quá, cả năm trời thì con nhịn quá, con cũng bực nữa, con mới nổi loạn lên. Khi con nổi loạn lên đó, thì con cũng bị thiệt thòi, giống như con cũng bị trách cứ rồi này nọ đó. Rồi xong cái con mới nhớ sực lại, ồ tại vì mình đã tới Việt Nam Thao mình thống rồi mà có cái sự kết nối mà nói như vậy á, mà lại con không chịu làm theo, con không nghe lời mà con lại làm trái lời đó, cho nên con cái này là hậu quả con phải chịu. Là con muốn nói ở đây á là nơi Việt Nam Thao á, tuy rằng chỗ thờ cha mẹ rất là linh luôn, thành ra con ngồi thiền ở đó, khi con ngồi thiền con nhắm mắt á, có một thời gian con vừa mới với sư phụ là con tinh tấn con tu á, là khi con nhắm mắt lại là con thấy rõ hết mọi thứ xung quanh. Là có thời gian đầu mà khi mà con bệnh ngày 1 tháng 1 là con bệnh xuống một cái là con ngồi thiền con tối thui luôn. Trong thời gian con bệnh là con không thấy gì hết. Mà bây giờ là bắt đầu là con lại ghen lại những cái hay là con lại thấy được, mà con lại thấy nhiều hơn luôn. Cái cho vì mi theo bất cứ nơi nào trên thế giới, bất cứ một cái miếu nào, một cái làng nào, một cái nhà cổ nào hay là nhà mới xây, có cái bằng chân sư phụ đặt vô thôi thì là ông thổ địa thổ thành ở đó, là cho linh ứng nơi đó. Huống hồ chia đứt tay sư phụ á, là xá tịnh tượng cha mẹ người đó, đặt cha mẹ. Ngày mà lần đầu tiên mình làm buổi lễ cũng đơn giản lắm, khấn nhang với hoa quả trái cây thôi. Thì mẹ hiện về trước mặt, mẹ nói thì con đặt mẹ ở đây để tránh cái khu này, để sau này khu viện mi theo xe dân dùng này làm ăn phát triển, và đồng thời con cũng dùng ở chỗ này để mà lo chuyện đời, để là mình có phía sau mình hay ca với hay hội họp chuyện đời. Thì về cõi vô vi á, cánh cửa là rất là quan trọng, bức tường cũng vậy, thì ngăn ra thì bên nào là bên đó. Thế bên đây thì mình cứ mẹ biết từ đầu sư phụ làm như thế nào thì hôm nay sư phụ đã xin phép từ ngày đó. Thì ở núi thì dĩ nhiên Thiên Long Sơn là linh thiêng, chùa cũng linh thiêng, mẹ cũng hiện về. Thì mẹ cũng đã ngự ở Việt Nam Mỹ Tháo, điển của mẹ. Được bốn tứ đại thiên vương cũng thường nói chuyện với sư phụ. Cái ông thổ địa là ông ở Việt Nam Mỹ Tháo á, ông tên là Prado gì đó, ông tên mễ mà khó kêu á. Ông nói ngày về đây thì chúng thần sẽ gia hộ cái khu Việt Nam này, từ từ sẽ làm ăn phát triển ẩm bứ. Cho nên chỗ nào mà có chân sư phụ, là đích tay phụ, là người thiên tử đặt tượng, thì nơi đó là nó khác hơn cái chùa cả tỷ đô đó. Chùa tỷ đô không bằng ở Việt Mi Thao, thì cũng nói thật đó. Thì con cũng nhìn thấy xung quanh những cái gì nè, thấy nội tầm đó. Con kể vụ ông bóng, không qua đây kể ông bóng không. Còn vô phòng Long Dương không bóng xẹp xuống nữa. Trời ơi. Rồi cái cho ta hiểu rồi trời.
Đây là Thiên Thanh Tâm, đệ tử ở đây giữ tức là lo trang nghiêm với thanh tịnh của Thiên Long Cung. Rồi con ở đây mỗi ngày mấy vị đi ra đi vô nhà này con nghe ghiếc chắc con cũng kể ra những cái gì con thấy ở đây này. Dạ, tiếng thì... kêu mấy vị bước ra rồi luồng điện mới kêu rồi con thấy gì bữa con bóng vậy đó. Dạ con nhiều lần con nghe cái cửa mở. Ừ. Rồi con nghe cái cửa mở thì có lúc thì con ở trên lầu con chạy tre xuống thì con mình lóc cửa mà sao có người mở cửa mà đi xuống thì cái cửa lóc lại mà con cứ nghe cái cửa bên hông nó là nhiều nhất, cái cửa này thì ít hơn, như cửa hồi trước thì ít hơn. Thì nhiều lần như vậy đó, có khi một ngày kêu liên tục nguyên ngày đó là kêu liên tục. Đó phải là có một cái luồng điện gì mới sensor của Hà Lam nó mới kêu. Thật sự thì thù cũng hỏi mấy vị thì mấy vị nhà đây là Long Cung cũng giống như cái tòa Bạch Ốc, thì người ta đi vô đi ra lại cha lại mẹ ông tướng này ông tướng kia thì nó kêu thôi. Dạ. Kêu rất là bình thường. Bữa ngày với cha cái con có mình anh con ở đây, mọi người đi về núi hết à. Có mình anh con cũng nấu đồ đầy đủ con cúng. Thì con cúng lúc mà con khấn, con đốt nhang con khấn này ngày Long Vương, phòng Long Vương xong rồi thì con chuẩn bị đi bọc qua cái bàn để con cầm nhang. Thì cái con vừa khấn xong con cầm cái nhang vậy cái bong bóng cái xào, con nghe cái xào con, cái con hết hồn con nhìn nữa thì cái nguyên cái chùm bong bóng ngã ngang gì nè, cũng như bong bóng thì bay á, bong bóng bay có hơi á chẳng mà con cái bong bóng nó nằm ngang gì nó ngã ngang gì luôn, xong nó còn rung hết trơn á, nổi gà gãi chứ con sợ quá, con sợ cái ngồi con mới bình tĩnh lại, con nói con mới khấn cái ngày độ cho con là Thiên Thanh Tâm, con ở Thiên Long Cung này á, cái ngày hộ độ cho con bình an với mạnh khỏe. Thì lúc đó từ từ con hết sợ, chứ mới lúc con nghe một cái xào cái con quay lại nhìn cái chùm bong bóng thì có hai chùm, một chùm á thì bên trái, một chùm bên phải, mà chỉ có cái chùm bên phải nghe cái xào thôi. Thì con quay lại con nhìn, con nghe cái xào cái con mới nhìn thì cái nguyên cái bốn cái bong bóng nằm ngã mà bằng luôn, cái con sợ quá, lúc đó con sợ quá, có mình lên con nào bữa đó có mình lên con sợ quá, cái con hồi con mới bình tĩnh lại, con mới khấn cái ngày con, cái con hết sợ luôn bên này, chứ hôm bữa con sợ thiệt lúc đó. Đúng là con phải sợ đàn ông chứ đâu, con đâu có sợ thằng thánh tạnh gì, đúng không? Ở mình thì sợ đàn ông người này nó thằng thánh nó phải sợ. Con đang thành tâm con khấn khấn xong cái con vừa khấn xong cái con mở mắt ra con tính đi vòng qua con cạnh nhang cái nghe một cái xào con quay lại thấy con bóng ngã xuống con còn hết hồn dữ. Đó là cái lực của mấy vị đi á. Mà nghe rõ lắm, nghe một cái xào luôn, nghe cái mấy cái bong bóng lạnh một cái xào vậy đó. Và cái con nhìn lại cái chùm bong bóng mà hai chùm nè. Bóng thì có hai chùm bên đây, chùm bên đây, chùm nhưng mà cái chùm bên phải là ngã. Còn cái bên kia đứng gì chứ? Không có cái gì hết, không có lắc, không có gì chứ. Hay tại nhiên mà gió ở ngoài vô thì cả cái mấy cái lồng công đồ là bay hết nè. Nhưng mà mấy cái kia là lặng hết, không có. Mới lạ ha. Giống như bữa lúc mà ở đây nè, thấy cái cửa sắt gài mà mở ra. Lúc đó là thù hỏi ai là bốn con rồng ở dưới Long Cung, mấy ông tướng rồng mới sức mạnh lắm á. Ông đi vô cửa này nguyên cái cửa sắt của mở ra. Dạ, với rồng mới phân qua lực họ mạnh. Với thỉnh thoảng thì con nói con nghĩ trong đầu con thì con không biết, nhưng mà con nghĩ trong đầu chắc ngày Long Vương lên cái hồ tắm hay sao á. Hồ tắm đâu rồi đã. Dạ, hồ tắm đây là cái hồ. Không biết mà nguyên cái nhà nước không mà sao ướt hết. Ướt hết mấy cái thằng ba đồ ướt hết nữa. Mà không có mưa không có gì hết. À thì có nước á, thì ở dưới Long Cung tại sao cái nhà này gần nước? Là vì cái sông này nè, một cái mặt sông á, cái mặt dưới bờ sông cách nhà mình mấy chục bước à. Đó là thường thường ngủ ngõ ngoài là mấy tiên nữ dưới hay lên đó. Chỗ nào có nước là dưới Long Cung ta mới lên được, nếu như không khí của mình vậy đó. Thì sư phụ kêu mỗi lần mà cúng có phải để cái thau nước trên Thiên Long Sơn cũng vậy. Là mấy vị lên á. Cho nên nhà này nhiều chuyện lạ, Long Cung nhiều chuyện lạ vậy. Có nước là con thấy là một phái đoàn lên rồi. Dạ con thấy còn bên phòng cha mẹ thì rất là linh thiêng.
Tại vì á, con thì thường con hay để ý, con cúng con tụng kinh con hay để ý hình tượng cha với mẹ lắm. Mà nhằm lúc bữa đó con gặp con nhìn lúc mà con tụng xong cái con quỳ con khấn cho cả thế giới, con khấn cho sư phụ, gia đình sư phụ nhiều sức khỏe, rồi cái con khấn xong á thì cái mão của cha cái hộp cườm ở chỗ này nè, cái hộp màu đỏ nhưng mà lại pha ra màu vàng, là cái hộp đó bự cỡ bị lớn vậy đó. Mà pha ra màu vàng mà như là chiếc xe hơi pha ra sáng rực lên cái thu lại. Còn cái mão mẹ thì có một lần thì con gặp cái mão mẹ thì nguyên cái khung này thì chớp, nhưng mà có một cái khung giống như hình thoi vậy á, ngay chỗ này á thì sáng rực lên, sáng cũng như là mình có ghim cái bóng đèn gì ngay chỗ đó vậy đó. Cái bóng đèn dạ quang gì cái gì chỗ đó nó sáng như lắm luôn. Dạ, có mình ơn con thì con để ý mỗi lần con tụng kinh thì con để ý bé Khanh thì thường hay vô tụng kinh với con, thì hai chị em cùng đều thấy mão cha lắc, mão che mấy cái sợi dây đó, lắc dữ lắm, có khi lắc mạnh, có khi lắc nhẹ, có khi cả ánh hào quang trên mão cha, cả hồn độ trên đây sáng chớp đi. Bữa khiên tượng cha mẹ vô á, để thấp để cao là bển á, là mấy vị đứng đây đầy luôn á, mấy vị nói cho phụ biết, phụ gọi qua chỉnh liền thấy không, mấy con mới chỉnh lại đúng. Cho nên mấy vị rất là hiện hữu trong nhà này. Với hôm bữa mà đưa cha mẹ vô á thì lúc đó mấy anh khiên cũng không có nổi á sư phụ, nhưng mà mấy chị cũng khấn xong là bắt đầu dễ khiên vô lại, chứ không thôi mấy anh không có dời nổi luôn. Con ở đây con thấy nhiều thứ nhưng mà con không biết kể sao. Giống như con trước khi con mà tụng kinh á, qua phòng mẫu tụng kinh á thì con phải khấn bên phòng Đại Long Vương trước. Nếu mà con không khấn á, con để ý nhiều lần mà con không khấn Đại Long Vương á thì con qua con ngồi thiền á, là với con tụng kinh á, là con không có tĩnh tâm được, là giống như ngay chỗ này lóc cốc, chỗ kia lóc cốc, chỗ nọ lóc cọc gì con không có. Mà mỗi lần mà con đi qua con khấn Đại Long Vương trước á thì con khấn, con nói con trình với Đại Long Vương trước là một chút con qua phòng ở, con ngồi thiền, con tụng kinh. Thì sao con không tụng ở bên Long Vương đi? Tại vì ở bên con có biết có con lại không? Dạ con biết, con là con cá heo. Cá heo thì với nước có thượng Long Cung thì con mới hợp với Long Vương, nên con mới giữ cái chỗ này. Thì con phải tụng ở bên Long Cung. Còn mấy đứa mà ở cõi trời thì nó tụng bên cha mẹ. Cái này là của Long Cung thì con phải tụng ở chỗ Long Cung mới đúng. Chứ con để cho mấy đứa kia bên kia. Dạ. Nên con trước khi con tụng, con qua phòng mẫu con tụng là con phải khấn là Long Cung trước. Cốt mà phải heo nhưng mà cũng là dạng giống như tỳ nữ. Thế thì nào cũng có con này con kia mà. Nơi này thì là một cái ngôi nhà khoảng 10.000 square feet, khoảng 1 acre, ở trong một khu sang trọng của thành phố Houston. Thì nếu mà nói về mặt đời nó cũng giống một căn biệt thự, cũng rất là đẹp, không xây rất là sang trọng. Nhưng mà về mặt tâm linh thì là Long Cung sử dụng thì mình gọi là Long Cung. Chứ cái Long Cung mà thật sự trầu ôi ngọc ngà châu báu kim cương không, ở đâu có tường cây tường gỗ như kiểu này đâu. Nhưng chỗ này là của thế gian. Thì ngài ngữ ở đây, sư phụ thì là ở Cali, không có ở đây. Cho nên Long Cung là thuộc về của chung tất cả họ thiên nhân Houston. Mấy đứa con cứ gán mà giữ vệ sinh sạch sẽ và gán giữ chỗ này coi như là một cái mái nhà chung của họ thiên. Đứa nào cũng bổn phận thấy hư cái gì đó là phải kiếm thợ tới sửa. Một năm sư phụ với sư mẫu qua đây có một lần hai lần là giữ rồi, một lần chưa bao giờ được ở trên 2 tuần hết chứ, mấy ngày không. Thì những đứa ở đây là có đại phước, con là có đại phước ở ngay chỗ luôn. Thì coi như một cái nơi chung tâm linh. Và đồng thời á, nếu mà mình nói á, là con cũng có cái nhà, đứa nào cũng có nhà riêng ngoài. Mà nhà riêng ngoài á, thì cái chỗ xô bồ của đời, chồng con la hét,
gầy gỗ quay lộn về đây á, hai chồng có về đây cũng không dám gây trước mặt mấy vị đúng không, thì cũng một nơi để mà cho mình cải tiến đời sống, thì gán bảo trì cái chỗ này giữ cho nó sạch sẽ. Tại vì ở Long Dương á, người ta sợ nhất là dơ giấy, cho nên phải dọn dẹp sạch sẽ. Bữa nào con có kỳ á, thì con đừng đọc kinh gì, đừng có vô trọng, hết kỳ cứ vô. Câu chuyện là như vậy. Câu chuyện này, người này cũng ở nước. Bây giờ mình kêu tất cả nước qua đây, qua đây. An qua đây, nước, cũng về nước qua đây. An kìa. Đây, tính qua đây, nước luôn. À, cùng Trinh nữa, nước qua đó. Còn ai ở đây nước à? Thôi về nước không có. Bao nhiêu nước đó? Đó đây là những người ở dưới nước lên cũng mang thân người đó, nhưng mà có hai người thì đeo kính cận đó này cũng tóc đen không, nhưng mà cốt là dưới nước không à, trên trời thì cũng hơi nhiều á. Đây là bằng ở dưới nước, bằng này bằng trên trời. Đây là con của ông Quy thừa tướng, hôm nay là tiên nữ trong Long Cung này, cũng là tướng mà tướng nhỏ tự nhiên lính lát dưới thị cung đó là nước, băng này là nước. Cười thì họ thiền có đứa là nước rồi đứa lên trời. Ok rồi thôi dọn dẹp con cố giữ tu hành tinh tấn nha. À, kể trò của điển vô nhưng nó nhiều quá. Bởi vì nãy kêu Tú ra là sư phụ cho điển là vô rồi, vô mở khẩu rồi đó, khai khẩu rồi đó. Giờ tự nãy con muốn nói giờ sư phụ nói con quên hết chứ. Cho điển làm. Ok qua đây, đây là người chủ của nước. Qua đây ngồi. Giới thiệu luôn đâu có sao, qua đây. À, trời thế giới ai mà không biết. Giờ nó biết rồi, nó ở đây rồi. Đây mới về tắm chuẩn bị đi ngủ cho nên hôm nay đồ ngủ. Mình thấy nhắc này, hôm nay là ghế út của Long Dương. Đây ngồi đây đi, nói nước mình. Đó, đó ghế út Long Dương. Băng của Du đó. Đánh lộn không lại băng của tôi đâu. Anh trên trời đông hơn đó anh. Công chúa cái gì nói công chúa sao sư phụ gì người ở dưới nước như vậy thì tu thì có được đi lên trên trời không? Được nổi được. Hồi xưa sư phụ với anh sư phụ đi xuống dưới Long Cung, nhưng mà lúc đó trên trời sư phụ nhỏ tuổi lắm, chừng 10 tuổi rồi. Anh sư phụ rồi chắc xuống dưới cua có ông Dương điện biết ha, bị lộn nhau. Lúc đó là ở dưới nước á, có cái cây gọi là cây ngọc, cái cột ngọc vậy đó, chấn cái mặt nước cho nhân loại không có bị chìm, không có bị chết. Chắc sư phụ làm gì sai cho nên giờ phải xuống thế gian cứu chúng sanh, rồi bây giờ giống như nước với cõi, nước với cõi trời kết hợp là xuôi ve. Như là còn coi trong phim á, vua này vua kia gả công chúa rồi mà hòa đồng này, công chúa ngồi đây hòa hợp nghe, chuyện cũ bỏ qua đúng không, mấy chục triệu năm trước rồi. Dữ thật sự là con có một câu chuyện nữa, từ lúc mà con sang miếu Long Dương á con muốn chia sẻ luôn, tại vì câu chuyện đó con nghĩ là cũng nên chia sẻ cho mọi người biết, giống như là một cái sự mà nó sự là giống như nhiệm màu hay linh ứng gì của bản thân con á, là giống như con có cái lòng tin á, mà khi sư phụ nói á là Phú Quốc á là chưa có ai thờ Long Vương, mà thật sự á là con đi lòng vòng Phú Quốc những ngôi chùa thì có, nhưng mà con chưa có bao giờ mà thấy miếu Long Vương hết á ở tại Phú Quốc Việt Nam. Thì khi mà sư phụ nói con là nên thờ thì con về á, thì con không biết cách thức thờ cúng như thế nào, cho nên con nghĩ là con sẽ từ lúc đầu năm con về là tháng 2 năm 2023, và khi con về á, là con mới bắt đầu là con
con xây một cái ngôi miếu nhỏ, con thờ ngài thì con nói trong bụng là tại vì bây giờ con chưa có rành như thế nào cho nên con sẽ xây ngài vừa nhỏ thôi, rồi sau này nếu mà con có điều kiện á, là người ta biết nhiều á, con sẽ sửa ngày lại, nếu mà theo nếu mà cần thiết á, con sẽ làm cho ngài lớn hơn, cái nơi của ngài lớn hơn. Thì cái lúc mà con vừa xây cái miếu của ngài xong á, thì qua ngày hôm sau là hôm đó là con cũng vội vàng đi về Mỹ rồi, cũng sắp tới ngày đi về Mỹ rồi, mà con cái sự mà cơ thể của con có bị dị ứng hoài á, cho nên con cứ tới lui bệnh viện hoài, cứ hết cái này tới cái kia hoài, nó cũng làm phiền con dữ lắm. Về tới Việt Nam mà nó cũng không tha cho con luôn. Rồi khi mà gần tới ngày đi qua Mỹ thì con tranh thủ con phải tìm thợ cho bằng được, con phải xây để mà trước khi con về Mỹ. Thì cái nguyện ước của con là như vậy, theo sư phụ khuyên con lên thờ đó. Thì con đã làm xong, khi mà con xây xong ngày rồi cái miếu rồi thì ở trong nhà con xuất hiện một cái hiện tượng rất là lạ, là ở trên giường của con ngủ, tại vì con về Việt Nam con hay ngủ với mẹ con, thì trên giường á, sư phụ nó có những cái hộp, khi con nằm xuống thì nó cắn cái lưng. Mà bình thường á, là mẹ con á, là giữ sạch sẽ lắm, nhà cửa cũng sạch sẽ lắm, là tại sao trên giường á, thì khi con giờ tới á, thì con thấy có mấy cái hộp mà nó sằn sùi ở ngoài mà nó rất là xấu xí. Thì nằm nó cắn cái lưng quá, cái con nó lượm lên, rồi cái mình nhìn nó thì mình thấy nó sằn sùi xấu quá, xấu xí đó, tại sao lại có đá ở trên giường ngủ, thì nó lo nho lấp ngấp luôn vậy đó. Thì con lại đem đi dục. Ngày thứ hai á, con lại nằm, thì nằm nữa nó cắn lưng với cắn cái chân á, sư phụ. Rồi cái ôi tại sao dưới chân mà dưới lưng lại có đá nữa, sao kỳ quá vậy, rồi cũng gom lại rồi cũng đem đi dục nữa. Ngày thứ ba á, cũng có nữa, thì nó cũng nhiều lắm, sư phụ, nó cũng là 5-6 cục á. Rồi cái con mới thấy nữa, con lại gom đi dục tiếp. Thì gom dục xong rồi, cứ bắt đầu con ngồi, con giữ lại một cục. Thì lúc đó con ngồi, con nói chuyện với mẹ con á, thì con cũng gỡ cái cục ra. Khi gỡ ra, con thấy, ủa tại sao có cái mã sáng phía trong mà nó trơn chu mà nó sáng phía trong á. Thì con lại tò mò, con thấy cái gì mà đẹp cái gì, con tò mò, con gỡ tiếp tục nữa, thì ra một cục nó giống như là hộp ngọc hay cái gì đó. Mà nó sáng, mà nó trong, mà nó láng bóng, nó sáng bóng luôn. Khi mà dội đèn vô, sẽ phụ là ánh sáng nó không có cản bất cứ gì hết, ánh sáng đưa vô là nó xuyên thấu luôn. Là nhìn là không thấy gì hết mà rất là đẹp luôn. Thì khi mà xây miếu Lâm Dương xong á, là có cái hiện tượng như vậy. Thứ hai nữa là sau khi xây miếu ngày xong á, là con làm buổi lễ con cúng ngày. Thì khi cúng ngày xong á, là mưa lớn kinh khủng luôn. Thì khi mưa vừa tạnh á, thì trên trời có một cái đám mây hình lạ lắm, thì cứ trụ hoài ở đó. Con thường chụp hình những cái đám mây mà trụ hình rất là lâu, con mới chụp hình lại, tại con thấy nó lạ, con nói tại sao nhìn hoài nó vẫn như vậy. Thì con cứ để ý, con nhìn bao nhiêu phút rồi mà vẫn không có tan, nó thường là mây sẽ tan, nhưng mà mây không tan. Thì con mới nói với mẹ con, thì con đem lấy máy chụp hình là về cái hướng biển á, ngay trong cái miếu mà nhìn về hướng biển á, thì con mới chụp lên trời đó. Thì con chụp hình ra, thì con nhìn tới nhìn lui, con nói là con thấy đám mây hình lạ coi. Thì con đem qua, con gửi cho con cho sư phụ coi á, thì sư phụ chỉ cho con nói đó là hình một ông rồng. Sư phụ chỉ cho con coi là đầu rồng là có sừng, có miệng rồng. Thì con thấy là giống như là có sự là rất là linh ứng, rất là nhiệm màu. Tại vì hồi đó tới giờ con không biết Long Vương là gì, mà từ lúc gặp sư phụ con lại biết tu rồi, rồi sư phụ chỉ nói về ngài Long Vương thì con mới biết, chứ hồi xưa tới giờ là con không biết tu. Mặc dù con cũng nghe đạo lý nhiều, con cũng ở trong cái ngôi nhà mà có cái sự Phật pháp là cũng hướng dẫn tỉ mỉ lắm, mà con không chịu tu. Rồi từ lúc gặp sư phụ giống như có những cái sự mà chuyển biến á, là con hiểu rõ hơn, rồi con lại thay đổi tánh tình, rồi con lại cảm thấy là con tu sửa bản thân con muốn là hoàn thiện bản thân con, là con muốn làm một người tốt, một người thiện lành hơn nữa. Thật sự trước đây con sống con bướng bỉnh, rồi con làm nhiều điều mà cho nhiều người buồn phiền ở này nọ, là thật sự giờ con thấy con hơi tội lỗi, rồi con cũng sám hối. Chứ đó giờ chưa gặp sư phụ là con chưa biết tội của con là gì nữa. Tại vì hồ là rễ của Long Dương, con ghé Úc Cổng là Ngũ Long Công Chúa. Ở trên núi mình Thiên Long Sơn á, có thờ bà chị thứ hai, thì là ngay giữa con thấy đó, có bốn cục đá ngay bên.
sau này bà chết cho bà một cục ở góc kia, thì có năm người con gái, thì cái nhúm đó là sau này là ngủ long công chúa, cho nên ông Sơn mình để sẵn nó có một cục của bà. Thì lúc đó dù tính thỉnh mấy cái tượng của mấy chị kia thì mấy gì kêu thôi lo chuyện lớn, chuyện này để sao, thì mới ngưng ra vậy. Nên con thấy vẫn còn bốn cái tảng đá sau lưng đó. Còn tại sao phụ giao Long Dương cho nhân loại, cho Mỹ? Mỹ cũng đâu biết có một thế giới qua the world đó. Thứ hai, người Việt Nam mình tối ngày cứ lo tàu lưỡi bò, cắt lưỡi bò rồi Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà đâu có hiểu là Long Dương là ngài cai quản hai cái đảo đó, ngài có thẩm quyền là trao tài cho ai đó. Thì kháng ngài mà lại không kháng. Việt Nam mình sống nghề biển là rất là nhiều, từ Bắc đến Nam mà không ai thờ hết. Trong chùa là đã là giếm, gọi là giếm cha mẹ rồi, không muốn Phật tử tôn trọng cha mẹ. Thì làm sao mà họ mấy ông thầy hiểu về Long Dương? Cho nên những cái vùng biển Nghịch Giá, Cà Mau, Phú Quốc, có ai hiểu Long Dương là ai đâu. Mà ngài rất là quan trọng, ngài một di Phật, đúng không? Tại vì mấy ông thầy phụ nói một câu, mấy ông chỉ là dạy theo chuyện của, theo kinh điển, theo lời lõi, cũng giống như theo những gì mà của người trước đi, rồi mấy ông cứ lặp lại thôi. Còn sư phụ là ngoài cuốn sách, nhưng mà nó lại quá thức thiệt luôn. Thì lúc mà nói chuyện con nói con ở Phú Quốc, thì sư phụ mới gieo duyên Long Dương, chứ con nói con ở Sài Gòn, chứ sư phụ cũng không gieo duyên làm gì. Nhưng mà ngoài con ra thì còn có một đứa đệ tử nữa cũng thiên diều quên này, nó cũng thờ vậy, cũng ngay cái mũi Phú Quốc, mũi sông Đốc gì đó, thì nó cũng lập bàn thờ, nó có chụp hình gửi qua. Thì thôi chỉ có gieo duyên ai mà ở gần biển á, để cho ghe cào rồi qua lại á, thì người ta thờ Long Dương. Thế còn ở Sài Gòn người ta chắc cũng không hiểu, nhưng mà đúng ra ngay thành phố cũng nên thờ ổng, ổng là Phật mà sao không thờ, ổng giữ hết kinh điển. Có ẩm mình mới có loài đời sống, có ngày mình mới có đời sống, ngày rất là hiện hữu. Nhưng mà ngày không phải là cái hình mà cái bức tranh của mình. Bức tranh của mình ngày hiện về để cho sư phụ rồi đừng sợ thôi, chứ ngày là đầu rồng đó lắm. Nhưng mà rồng mà ngồi trên ngai vàng mặc áo lông bào, đầu thì đầu rồng mới là hình thiệt. Để sư phụ coi có cái hình đó không. Chùa có hình mình, nhưng mà mình ở cái thế hệ này chùa chiền á, thì phụ nói thật á, phụ không hiểu Phật tử học cái gì trong đó. Phụ cũng không biết mấy ông thầy thời nay học những gì của sư phụ của họ. Nhưng mà chẳng qua nó cũng là một cái đường đi tới đi lui cũng vậy. Còn những cái đó về bên này, đây là Long Dương, mới gọi là Long Dương, con cầm đi nè. Đây là ba của người này. Người này mà đúng ra cũng là cái mặt giống như vậy, nhưng mà về thì chắc cái độ cũng không dám hôn. Cũng hình hờn vậy. Ở thì đó là đây là Long Dương đó. Ngày nào đó là nhạc phụ là đó. Đây không là rồng mà. Thì mỗi lần mọi thụ xuống lái tàu á, mấy cái người tướng như mấy người gọi là có một ông gọi là giống như thủ tướng của dưới nước. Ông ẩm sinh ổng là thái thượng lão quân, ổng thường nói chuyện thụ nhiều lần lắm, ổng cai quản dưới nước, ổng tên là thái thượng lão quân, thái thượng hải quân, có cái chữ hải này, là nước. Thụ nói chuyện với ngài nhiều, cho nên thụ rất là gần và tiếp xúc với Long Dương nhiều. Thì từ đó thụ mới nói ra mấy cái này, thụ không nói chắc cũng chả ai nói, đâu ai biết đâu nói. Mà có nói cũng nói không trúng nữa, cũng không có biết là ngày hiện hữu nữa. Thì bây giờ những lời sư phụ nói cái đây 4-5 năm, hôm nay con thấy được, con là người nhân chứng, con biết được Long Dương là có. Gái ông ngồi sờ đây, rồi nơi này là Long Cung, biết bao nhiêu nhiệm màu nãy tâm nói. Thì bao nhiêu câu chuyện này, không biết mấy cái ông kính mấy con ngoài, ở ngoài kia nhân loại có nói mình ảo không ta? Con nghĩ thử, chắc có đó. Tại cái đầu của họ ảo rồi thì họ mới nói mình ảo. Cho nên thường thụ lên 5 năm tôi nói mấy vua gai mới là ảo, mà nói tôi là ảo. Vua gai sống đang sống ảo, tức là đang tận thế sắp chết, mà không biết mình sắp chết.
mà cứ nói hộ lão hoài mà cuối cùng bây giờ chết quá trời luôn, cô Bích chết không biết nhiêu hết. Thì cho nên hôm nay chuyện của Long Dương là không có ảo nghe quý vị, nó 1 triệu trên 1 triệu % là thiệt. Tại tôi là rể ổng mà, tôi mà không thương con ổng á, cũng bị mệt lắm á. Mấy lần mà Long Dương mà về về núi Thân Tiệt á, con hai đứa con phải thương nhau nghe, công chúa hiền lắm á. Đây nè, đây nè, chú gái Út hiền. Nên là cũng mệt là biết nói, nói dù nói hoài cũng hết chuyện đâu. Thù chỉ muốn giao duyên với dân loại bữa nay là ngoài thù nói con gái ông ngồi đây có con là tướng ở dưới Long Cung lên đây mang thân nữ, ở đây là những cái hàng cung nữ rồi cũng con tướng ở dưới Long Cung đang ngồi đây, nhưng mà đâu phải là phải hiện thân thân rồng hay là thân tiên nữ rồi Long Cung đâu, cũng phải mang thân người cho mình đừng có sợ quá. Thì cũng đang ngồi đây là nhân chứng vật chứng, cộng với phụ là thiên tử không có nói láo, thiên tử là nói thiệt mà nó cũng chẳng ít lợi gì nữa. Mình chỉ muốn giao duyên cho họ bớt vô minh, và họ muốn Hoàng Sa Trường Sa lại thì họ có thắng Long Dương nè, giống như thù có làm cái clip thù khắng chứ không hỏi gì không, mà mình có cái clip thù bữa với bố á, nhớ ngắn ngắn á, thì Long Dương là hiện hữu là thật, ngài đang ngự ở nơi này ngay đây. Ai mà muốn làm gì nghề biển á thì về nhà này thắng là lên luôn, vô luôn. Sư phụ mà như bên Việt Nam á, đặt hai cái miếu khổng lồ, một cái những cái Hoàng Sa Côn Đảo với Trường Sa Phú Quốc thì cũng chưa có nữa. Nên đặt hết tất cả những cái đảo của Việt Nam á, nên làm miếu thờ ngài. Hôm nay mình có hình này, cái hình là sư phụ đưa ra, thì đó là ngài hóa thân ra hình người, nhưng mà đúng ra là hình đó là hình rồng. Thì tiếp hơi vô mệt. Chị bây giờ đi thật sự đó. Thật sự là giống như con, những gì con tu tập được á, con cảm nhận giống như mình là một cái, thật sự câu chuyện nó không có nhiều, nhưng mà những cái câu chuyện này rất là, nó rất là thật với con. Con cũng không phải là một người mà giống như, con chỉ là con biết là ráng ăn ở hiền lành tu, rồi xong rồi theo sự hướng dẫn của sư phụ thì con thấy có những cái sự, có những cái lực mà những cái sự mà trước đây con chưa có từng cảm nhận được. Con muốn cảm ơn sư phụ. Rồi con muốn nói thêm nữa về ngài Long Vương á, từ lúc xây miếu ngài Long Vương xong á, ban ngày cũng như ban đêm, thì miếu Long Vương xây xong thì có một cái chớp hình đưa lên như vậy, thì hai cục gạch đó sư phụ thì để lên vậy rồi làm cái mái nhà của ngài Long Vương á. Rồi ban ngày cũng như ban đêm thì có một cái ánh sáng, thì cái này chỉ là trong camera quay được thôi. Khi mà ban ngày á thì có một cái ánh sáng trụ ngay trên cái mái nhà của Long Vương á, thì tủa ra hào quang mà giống như là tủa ra, gọi tiếng Việt gọi là giống như là nhấp nháy á sư phụ. Có một vầng sáng rất là sáng mà nhấp nháy liên tục trên cái mái nhà của Long Vương. Thì cái đó là ban ngày nhưng mà trong camera coi được, nhưng mà khi mà mình ra ngoài, mình nhìn ở ngoài đó thì lại không thấy gì hết, mà trong camera lại có. Thời ban đêm cũng có luôn, sau khi mà xây miếu của ngài xong á là có những cái hiện tượng. Rồi có một cái luồng ánh sáng giống như là đèn pha từ trên trời chiếu thẳng vô miếu Long Vương, là trong máy camera quay được thì mình chỉ thấy là một luồng sáng thôi, giống như là cái vòng của đèn pin, khi mình chiếu cái đèn pin đó thì nó có một cái vòng sáng gì đó. Nhưng mà cái này ánh sáng là khi mình nhìn lên trời thì cái vòng sáng nó bắt nguồn từ trên trời và từ hướng biển nó chiếu thẳng vào cái miếu Long Vương. Thì có những cái điều mà giống như là nhiệm màu mà con muốn chia sẻ ở đây cho mọi người đều biết á, là mọi người nếu mà coi video được này á, là đây là chuyện có thật chứ con không có dám bịa chuyện, là những gì sư phụ nói là có thật, mà những gì con chứng kiến, là gia đình con chứng kiến là có thật. Nhà con có nói thật hay là cái gì người ta nghe, người ta nhìn biết, những người hiểu người ta tin liền, còn những người mà nó không có muốn biết kiểu nào nó không tin, cho nên mình không cần có nói thật giả. Cái gì mình muốn độ đời thì chuyện gì đã xảy ra và kinh nghiệm mình thì mình cứ nói thôi.
tự tự họ có phước hay không có phước là do họ, không phải do lỗi của mình. Con cũng nói thêm nữa, tại vì con không biết sao, không biết cái nhân duyên với sư phụ, nhân duyên với Thiên Tâm là sao, nhưng mà từng lúc con gửi cho mẹ con hình dấu Thiên Tâm, hình cha mẹ để cho mẹ con đi rửa hình ra về đem về Phú Quốc thờ, và từ đó đến nay là vô số hiện tượng lạ ở trong nhà, và rất là nhiều chuyện mà hào quang là giống như là trong nhà cũng khắp nơi, mà ánh sáng bằng cũng khắp nơi luôn. Mà tới bây giờ giống như bông cúng thì lại mất hết cái cây bông rồi, chỉ còn cái thân cây thôi mà nó rất là gọn ghẽ luôn, mà lặp lại hiện tượng đó hoài luôn vậy đó. Rồi ánh sáng chiếu rọi thẳng vô nhà của mẹ. Nhưng đóng hình con đưa thù coi hả? Dạ, mà nhiều chụp hình lạ lạ thù coi vô cũng quảng hồn mấy thôi, có được mấy hình này mỗi ngày luôn á chứ. Hào quang rồi mấy gì bay rồi ngọn. Mà mẹ con nữa là mẹ con là thấy. Nhưng mà có cái lạ gì cũng thấy không? Ngày hôm qua sư mẫu đã mua vé cho 5-6 đứa rồi. Cô đâu bây giờ nghĩ con sẽ đi ngồi đây. Tự nhiên giờ chót à, nhớ không? Giờ cuối cùng á, tự nhiên chỉ lết thôi. Cái sư mẫu, ủa? Con muốn đi Houston không? Cái ngồi nghe nó nói yes. Thì trong vòng một tích tắc thì phụ nhắn tin qua cái là không đầy 5 phút là nó có vé. 5-10 phút à? Không tới 10 phút thì là đây nè, là giờ chót cái loại đây chứ không sao đâu, rồi đâu nghĩ là qua đây đâu. Thì nó chắc cái gì cũng khiến mấy con làm chính rồi không, buổi chiều đó mình đã mua vé hết rồi, xong á chỉ bỏ lò lên, mà giờ nào cũng giờ đi ngay lúc xù đang ngồi trình hình đó, cho nên giờ ngồi đây cũng ngộ. Bữa đó con cũng không biết sẽ đi Houston luôn, mà vừa lúc đó rồi cũng sắp xuống núi thì con đâu có ngồi đây đâu. Thôi làm việc lẻ đó, thấy không? Đi dết nghĩa là có dết liền. Con có ngạc nhiên luôn á, mà con mừng. Ngạc nhiên, mình không giờ qua tới Thiên Long Cung mà mình không về quê vậy. Dạ. Cái này còn linh thiêng ở Phú Quốc nữa. Chỉ là sợ mấy đệ tử ở đây không có biết trân trọng cái này mà để nó xuống cấp, để nó dơ. Mấy ngày bỏ đi là mấy con mệt. Không phải bỏ đi mấy con yên đâu, mấy con cũng vất vả đó. Nếu một người bệnh mà giờ ngồi mạnh khỏe như vậy, mấy con tưởng bình bình an an là giờ mỗi ngày tới đây mấy vị giúp mình âm thầm, mình không có biết. Tại vì bệnh hay là xui xẻo hay là chuyện con cái, chuyện gia đình nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mà mình nghĩ một thời gian mà mình sống hơn nhiều người, có tinh thần an vui, gia đình cũng thuận hòa là điều là mấy vị độ. Chứ đời sống của nhân loại lúc nào cũng phải có sóng gió, ít hay nhiều. Con đợi, tại vì mẹ con đi độ những người ở Phú Quốc á, mẹ con có những câu chuyện rất là nhiệm màu, mà con đợi mẹ qua để mẹ kể cho sư phụ nghe. Có một cái bữa hổm thù nó nói về Lâm Cung cũng mấy clip, có một clip hồi xưa thù nó kể về Lâm Cung á, rồi cái mấy vị thấy tiếc có một cái thái tử muốn mang Lâm Cung lên gần với nhân loại để cho nhân loại bắt đầu từ từ thờ phượng và kính nể ngài, tại ngài lo chúng ta rất là nhiều, nhưng mà nhân loại ít ai chịu nghe, chỉ nghe mấy ông thầy quốc danh giảng sanh không, cái chuyện không có mà lại nghe mấy gì nói gì luôn á, chuyện giống như chuyện mơ hồ thì họ thích nghe, dị đoan rồi cẩm cỏ nhúc nhích rồi thì họ thích. Mà chuyện rất là thiệt là họ lớn. Bởi vì mới là khổ và khó cho sự bồ tài này. Ok, thôi buổi tối hôm nay gì đủ rồi hả? Rồi, cảm ơn tất cả ban của Long Đình lên đây.